Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng nghĩa. Thượng tọa Thích Thiện Trí. Lời nói đầu. Trong Phẩm Pháp Sư, Đức Thế Tôn có dạy: sau khi Như Lai diệt độ, nếu có thiện nam, thiện nữ nào muốn vì chúng sinh mà nói kinh pháp hoa này, thời thiện nam hay thiện nữ ấy phải vào nhà Như Lai rồi mới vì bốn chúng rộng nói kinh này. Chúng tôi tài sơ trí thiển, bi tâm chưa rộng, sự nhu nhẫn còn vướng mắc nhiều, lại chưa chứng nhất chân thật tướng pháp giới, thì làm sao đủ khả năng để phô diễn kinh này. Tuy vậy, ở đoạn trước Phẩm Pháp Sư, Đức Thế Tôn đã khéo khai phương tiện: này Dược Dương, kinh này là tạng bí yếu của Đức Phật. Sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường hay vì người khác mà nói thì được Như Lai lấy y trùm thân, lại được các Đức Phật hiện tại ở các phương khác hộ trì. Và lại, hiện nay, Pháp Hoa là một trong những bộ kinh Đại Thừa phổ thông nhất trong Tăng Ni và tín đồ Phật tử Việt Nam, và từ lâu đã trở thành kinh tụng hàng ngày của các chùa tu viện Phật giáo cùng số đông tư gia Phật tử. Đồng thời, kinh Pháp Hoa là một môn học đã được tuyển chọn vào chương trình giảng dạy cho tăng ni sinh của trường cao cấp Phật học Việt Nam mà hiện đang đào tạo và phát triển. Do đó, nên nay chúng tôi muốn đem chỗ hiểu biết khiêm tốn của mình để diễn giải từng phẩm, nhằm mục đích cùng với những vị đồng học, đồng tu, kiến giải để thấu suốt được phần nào ý nghĩa vi diệu của kinh. Ngoài ra, với cao vọng mong cầu quý vị tham học từ kinh này ngộ nhập tri kiến Phật, để rồi không cầu chân, không trừ vọng, mà lại như thị chân, như thị huyễn, như thị công đức, với thực tại tinh cần phục vụ chúng sinh, tức cúng dường chư Phật. Trong bộ kinh giải này không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, nhưng với tâm nguyện ở trên, chúng tôi chân thành cảm ơn và rất mong các bậc cao minh hỷ xả. Giải thích đề kinh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói gọn là Pháp Hoa, rút trong Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Thế nào là Diệu Pháp? Diệu Pháp là Pháp di diệu, khó nghĩ, khó bàn. Pháp di diệu ấy, khi nghe đến thì bản giác diệu tâm được hiển bày. Bản giác diệu tâm chính là tri kiến Phật. Đó là tri kiến vô kiến từ xưa đến nay vẫn thế. Cho nên nói Phật và chúng sinh vốn đồng một thể. Thể tánh vốn đồng, nhưng mê thì chúng sinh ngộ là Phật. Mê thì buông trôi theo vọng tưởng, điên đảo luân hồi. Ngộ thời vào Phật huệ, hưởng dụng bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, rỗng sang, tự tại. Vì đại sự nhân duyên khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, Đức Thế Tôn đã thị hiện đồng cư với chúng sinh, đủ phương tiện làm cho chúng sinh xả tà quy chính, đạt đến quả vị diệu giác chân thường. Suốt 40 năm dắt diều uống nắng, này chính là lúc phải thời nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đại Thừa ở đây chỉ cho Phật Thừa, Phật tri kiến, là tâm thể chúng sinh, là nhất chân thật tướng Pháp giới, cũng gọi là Diệu Pháp. Nếu có người nào nghe đến Pháp này, liền trực tiếp tiến vào Phật địa. Pháp như thế không diệu thì còn gì diệu hơn? Bậc đại tâm nghe diệu pháp liền ngộ tự tâm, liễu giải tự tánh. Hạng trung hạ căn chưa lãnh hội ngay nên phải mượn Liên Hoa mà tỉ dụ. Liên Hoa tiếng Việt gọi là hoa sen, một loài hoa từ vũng bùn nhơ vươn lên, không nở trong bùn, trong nước, trên mặt nước, mà nở giữa hư không, mà nở khi ánh bình minh xuất hiện,
không một loài ong bướm nào ve vãn chung quanh, không mang mùi tanh của bùn. Sen nở trong đầm, đỏ trăng phơi, bùn nhơ không nhiễm sắc thân tươi, thân ngay ngó rỗng, gương đầy hột. Ấy lý tu hành cũng thế thôi. Cánh, nhị, gương, hộp đồng thời hiển lộ, ý đó đã tượng trưng cho nhân quả đồng thời. Quả không ngoài nhân, nhân không ngoài quả. Cánh, nhị tượng trưng cho nhân, gương, hộp tượng trưng cho quả. Nhân quả đồng hiển lộ đã cho chúng ta cảm nhận được rằng, mặc dù chúng sinh đang dong ruổi theo trần lao nhơ nhiễm, nhưng bản thể chân thường hay tri kiến Phật kia đã tự viên mãn, vô thỉ, vô chung. Liên qua kia dụ cho phương tiện khéo bày, bởi khéo bày nên mới có ba thừa để dẫn dụ, như vì gương hộp mà hoa sen sinh, vì hoa nở mà hiển bày gương hộp, vì cánh nhị rụng mà chỉ còn gương hộp. Giới ẩn dụ: vì bậc trung hạ căn muốn đạt lý chân thường mà phải lập tam thừa để ẩn dụ, vì bậc thượng căn muốn đạt lý chân thường mà phải khai quyền hiển thật, vì bậc thượng căn muốn đạt vô thượng bồ đề nên phế quyền tồn thật. Như vậy lý ấy đã phù hợp với lời kinh. Vì hạng trung và hạ căn mà trong kinh có câu: ta từ nhỏ xuất gia tu hành để chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, như trên đã nêu, vì gương hộp mà hoa sen sinh. Vì hạng thượng căn mà trong kinh có câu: thiệt từ khi ta thành Phật đến nay, thọ mạng vô lượng vô số kiếp, như trên đã nêu, vì hoa nở mà hiển bày gương hộp. Vì hạng thượng thượng căn mà trong kinh có câu: vì độ chúng sinh nên ta hiện có diệt độ, nhưng thật chẳng có diệt độ, ta thường ở tại đây nói pháp. Như trên đã nêu, vì cánh nhụy rụng mà chỉ còn gương hộp. Với những ý nghĩa như trên nên gọi là diệu pháp liên hoa. Bậc thượng căn nghe bốn chữ diệu pháp liên hoa, liền ngộ diệu lý pháp hoa tam muội, không cần giải dụ. Bậc trung và hạ căn thì cần phải dụ nhiều mới thấu pháp. Đã thấu pháp rồi thì hiện hành vô ngại tự tại, không có gì là không phải pháp. Do ngộ được pháp, Tú Tài Trương Chuyết đã xuất kệ như sau: quang minh tịch chiếu khắp hà sa, phàm thánh hàm linh chung một nhà. Một niệm chẳng sinh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mây mờ. Đoạn trừ vọng tưởng càng tăng bệnh, quy hướng chân như cũng lại tà. Tùy thuận thế chuyên không chướng ngại, niết bàn sinh tử tợ không qua. Phẩm tựa thứ nhất. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Dương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo 1200 vị. Trong chúng hội này, không những chỉ có hàng tỳ kheo mà còn có đầy đủ chư vị đại Bồ Tát, lại có Thiên Long Bát Bộ, có cả dân chúng, vua chúa đều nhất tâm quy ngưỡng, mong chờ nghe pháp. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì các Bồ Tát mà thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Thuyết kinh đầy xong, Đức Thế Tôn ngồi xếp bằng nhập vào chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân và tâm đều không lay động. Thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng là thuyết như thế nào? Thuyết ở đâu? Đây là nói về hành tướng như chân tướng, nghĩa là các hành tướng đi, đứng, nằm, ngồi. Mỗi cử động của Đức Thế Tôn đều giống như phàm phu không khác. Nhưng trong sự bình thường ấy
lại chứa đựng cái diệu dụng phi thường. Thị hiện như phàm phu là để dùng nhiếp, để hộ niệm và phó chúc cho chúng sinh trở về chỗ bản lai diện mục của chính mình. Sự tướng thâm diệu ấy không phải cảnh giới của thức tâm suy lường mà thấy được, chỉ có chư vị Đại Bồ Tát mới nhận thấy. Từ dáng đi, đứng, nằm, ngồi kia đã tỏa ra muôn pháp thậm thâm di diệu, tự tại, dung thông. Sự tướng ấy từ trong tánh giác viên minh chiếu tỏa để hộ niệm, để phó chúc cho hàng Bồ Tát y theo đó mà hành. Chính sự tướng thâm diệu ấy nơi đạo tràng đã làm chấn động sáu căn, sáu trần, sáu thức của chúng hội, khiến cho tất cả nhân hạnh Phật thừa của chúng hội đều khởi động. Sự hưng phấn như thế đã phát khởi những loài hoa quý từ trong nhân hạnh quy ngưỡng tung ra để cúng dường đạo tràng nghiêm tịnh. Khi đó, trời mưa qua Mạn Đà La, qua Maha Mạn Đà La, qua Mạn Thù Sa, qua Maha Mạn Thù Sa, để rải trên Đức Phật cùng hàng đại chúng khắp cõi Phật sáu điệu vang động. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nơi tướng long trắng giữa chặng mày phóng ra luồng hào quang chiếu cả một muôn 8.000 cõi ở phương đông. Dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ, trời sắc cứu cánh. Do sức vô tác diệu lực của Đức Thế Tôn đã làm chấn động hang sâu vô minh của chúng sinh, luồng bạch hào tướng quang ấy lại ở giữa chặng mày phóng về hướng đông. Đó là ánh sáng trí huệ dung thông đối đãi, nên gọi là giữa chặng mày. Hình ảnh lông trắng ở giữa là tượng trưng cho sự không mắc kẹt ở hai bên. Hào quang là tượng trưng cho trí huệ bát nhã. Chính trí huệ ấy mới soi thấy tất cả sự lý nhân quả của các loài chúng sinh trong lục đạo. Soi thấu nhân quả của các hạng thanh văn duyên giác và nương theo ánh sáng đó, chúng ta cũng thấy như vậy. Nhưng tại sao lại chiếu về phương đông mà không chiếu về phương khác? Bởi vì phương đông dụ cho nguồn động quá, nghĩa là nơi ấy, một khi có ánh bình minh xuất hiện, thì muôn vật trỗi dậy tác hành. 18.000 thế giới dụ cho 6 căn, 6 trần, 6 thức. Với 18 giới ấy, không ngoài luồng bạch hào tướng quang. Trong cái quang minh di diệu ấy, soi đủ sự tướng của muôn vạn pháp. Dưới thấu địa ngục A Tỳ, trên suốt trời hữu đảnh, đó là ý chỉ thâm diệu của Kinh Pháp Hoa. Những ảnh tượng đã được dựng lên để hiển bày Phật lý thâm sâu. Ảnh tượng hào quang, nương hào quang, để thấy những nguyên nhân nào trôi lăn trong lục đạo, những nguyên nhân nào thoát ly sinh tử luân hồi. Khi ấy, Ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng, hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng, vì nhân duyên gì mà có điềm lành này? Nay Đức Phật đương nhập chánh định, việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn này, nên hỏi ai, ai đáp được? Ngài lại nghĩ, Ngài Pháp Dương Tử Văn Thù Sư Lợi này đã gần gũi cúng dường vô lượng các đức Phật đời quá khứ, chắc đã thấy tướng hy hữu này, ta nên hỏi Ngài. Đến đây, chúng ta lại thấy rõ hơn về ý chỉ trong kinh. Vì Ngài Di Lặc là một vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, cùng với Ngài Văn Thù Bồ Tát đều là bậc thượng thủ, nên đối với điềm lành trên đâu phải không biết. Nhưng Ngài thị hiện để độ thoát chúng sinh, nên Ngài đã dùng phương tiện duy thức quán tượng trưng cho thức, mà thức thì làm sao tránh khỏi vọng niệm điên đảo mê lầm. Nên khi thấy việc hy hữu khó nghĩ khó bàn, đâu có thể suy lường được. Chỉ có Ngài Văn Thù Sư Lợi đủ đức căn bản diệu trí, tượng trưng cho chân trí viên minh,
mới tương ưng với điềm lành hy hữu ấy. Do vậy, ta có thể hiểu rằng Ngài Di Lặc đâu phải không biết việc này. Tất cả những ảnh tượng trên đã cho chúng ta cảm nhận được rằng chỉ có trí huệ mới không mắc kẹt hai bên, và cũng chỉ có trí huệ mới thấu rõ được một cách toàn triệt về nguyên nhân sinh tử, nguyên nhân tu hành giải thoát. Khi ấy, Ngài Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa trên, dùng kệ hỏi rằng: Ngài Văn Thù Sư Lợi, đức đạo sư cớ chi lòng trắng giữa chặng mày, phóng ánh sáng khắp soi, trời mưa qua mạng đà, cùng qua mạng thù xa, gió thơm mùi chiên đàn, vui đẹp lòng đại chúng. Vì nhân duyên như vậy, cõi đất đều nghiêm tịnh, mà trong thế gian này, sáu điệu vang động lên. Bấy giờ, bốn bộ chúng, thảy đều rất vui mừng, thân cùng ý thơ thới, đặng việc chưa từng có. Ánh sáng giữa chặng mày, soi sáng thẳng phương đông, một muôn tám ngàn cõi đều ánh như sắp vàng, từ địa ngục A Tỳ lên đến trời hữu đảnh. Trong các thế giới đó, cả sáu đạo chúng sinh, sống chết của kia đến, nghiệp duyên lành cùng dữ, thọ báo có tốt xấu, tại đây đều thấy rõ. Lại thấy các đức Phật, đấng thánh chúa sư tử, diễn nói các kinh điển. Phần trùng tụng một lần nữa nhắc cho chúng ta thấy rõ hơn về những chúng sinh trong lục đạo, sống chết cùng nghiệp duyên, lành dữ, thọ báo tốt xấu. Những quả vị tu chứng của các hạng người, nếu ưa đạo tịch diệt thì chư Phật thuyết về tứ đế để đạt đến quả vị thanh văn. Khá hơn thì thuyết về thập nhị nhân duyên, chứng quả vị duyên giác. Kế đó là Bồ Tát, tu pháp, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Phần trùng tụng, Ngài Di Lặc lặp lại lời hỏi tựu trung hai vấn đề. Những ảnh tượng đã thấy, yêu cầu Bồ Tát Văn Thù giải nghi cho đại chúng. Bởi vì pháp di diệu, nên Đức Thế Tôn trước phải dùng ảnh tượng hiển bày, sau mới dùng ngữ ngôn dẫn nhập. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng các vị đại sĩ: Các thiện nam tử, như chỗ ta xét nghĩ, thời nay Đức Thế Tôn muốn nói đại pháp, mưa đại pháp vũ, thổi pháp loa lớn, đánh trống pháp lớn và diễn nói nghĩa của đại pháp. Để dẫn chứng, Ngài nhắc lại chuyện thuở xưa Ngài đã từng gặp vô lượng vô biên chư Phật, và lúc đó có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 hiệu Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Với ý nghĩa Như là trí huệ căn bản sẵn có bất động ở trong ta. Lai, sau khi đầy đủ công hạnh diệu dụng tùy duyên. Ứng Cúng, đáng cho tất cả chúng sinh cúng dường. Chánh Biến Tri, khắp biết tất cả. Minh Hạnh Túc, hạnh tam minh đầy đủ. Thiện Thệ, khéo qua bờ sinh tử. Thế Gian Giải, thấu suốt cội nguồn thế gian. Điều Ngự Trượng Phu, bậc trượng phu điều phục muôn loài. Thiên Nhân Sư, thầy của trời người. Phật Thế Tôn, bậc giác ngộ đáng kính phục. Danh hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh với ý nghĩa thâm diệu là ánh sáng trí huệ như mặt trời, mặt trăng hay đèn, có đủ khả năng chiếu tỏa nơi tâm tối mê muội. Vì nói đến Phật là nói đến sự giác ngộ, nói đến trí huệ bát nhã tuyệt vời. Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh là ảnh tượng, tượng trưng cụ thể cho tánh giác của muôn loài. Học Phật là mồi ánh sáng trí tuệ của trí tuệ. Học đạo giác ngộ
là học cái sáng. Thế nên, danh hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai đến hai muôn mà vẫn cùng danh hiệu tất cả Đức Phật đều vì chúng sinh mà thuyết pháp. Pháp của chư Phật thuyết ra thật cao siêu và hy hữu, khác với pháp của thế gian nay dời, mai đổi. Pháp của thế gian không phải là pháp rốt ráo. Đối với pháp Phật, cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều lành và rốt ráo. Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời nào, pháp ấy đều có một giá trị tuyệt đối. Vì như lời dạy, tất cả các pháp của thế gian đều vô thường, tất cả hình tướng đều vô thường, xưa nay vẫn đúng như thế. Pháp mà mọi nơi, mọi thời đều đúng, thì pháp ấy không cao diệu, không vô thượng, thì còn gì vô thượng hơn? Thế nên, đọc lại đoạn kinh, chúng ta sẽ thấy rõ. Kế đó, lại có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại có Đức Phật cùng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh nữa, cho đến hai muôn Đức Phật đều đồng một tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cùng đồng một họ, họ Phả La Đọa. Di Lặc nên biết, Đức Phật trước, Đức Phật sau đều đồng một tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 hiệu. Nhưng Pháp nói ra, đầu giữa, sau đều lành, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. Đến đây, kinh lại viện dẫn, Đức Phật rốt sao, lúc chưa xuất gia, có 8 vị dương tử. Người thứ nhất tên là Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bửu Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên Hưởng Ý, thứ tám tên Pháp Ý. 8 vị dương tử ấy có oai đức tự tại, đều lãnh trị 4 châu thiên hạ. Nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, đều bỏ ngôi báu, cũng xuất gia theo. Đức Phật sau rốt, lúc chưa xuất gia có 8 người con, người nào cũng mang tên có chữ ở sau là Ý cả. Nghĩa là từ tánh giác viên minh hay từ Như Lai tạng tâm của mỗi chúng sinh đã có tự muôn đời. Nhưng khi mê nên bị ẩn tàng mà sinh ra tâm thức. Với A Lại Gia thức thì mang tên là Hữu Ý, vì thức này làm căn bản cho hữu vậy. Với Mạt Na thức thì mang tên Thiện Ý, vì thức này là chỗ nương của các pháp thiện ác, nhiễm, tịnh. Với Ý thức thì mang tên Vô Lượng Ý, vì ý thức này năng duyên với tất cả các pháp. Với thân thức thì mang tên là Bảo Ý, với thiệt thức thì mang tên là Tăng Ý, với tỷ thức thì mang tên là Trừ Nghi Ý, với nhãn thức thì mang tên là Pháp Ý, với nhĩ thức thì mang tên là Hưởng Ý. Hưởng là tiếng vang. 8 vị dương tử hay 8 thức tâm dương, mỗi thức dù thống lãnh các tương ưng tâm sở và các cảnh sở duyên, nghe vua cha xuất gia chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là 8 thức tâm dương trở thành diệu dụng của Như Lai tạng tâm, hay nói cách khác chuyển thức thành trí. Do vậy, 8 vị dương tử này sau khi Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai diệt độ đều học với Ngài Diệu Quang Bồ Tát và được Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đến khi thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài Văn Thù Sư Lợi thuật lại việc xưa và nay cũng giống nhau như thế. Rồi Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh từ trong chánh định mà khởi, vì Diệu Quang Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Trải 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội, người nghe pháp cũng ngồi một chỗ cho đến 60 tiểu kiếp, thân và tâm không lay động. Nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong khoảng bữa ăn.
Như vậy, chúng ta nghĩ gì ở điểm này? Chỉ nghe Pháp mà mất hàng tỷ năm. Một tiểu kiếp gồm có 16.798.000 năm. Ngồi nghe Pháp mà thân và tâm đều không lay động. Còn chúng ta bây giờ thì sao? Nghe Pháp chỉ chừng 1 hay 2 giờ đã thấy nôn nóng. Nào chuyện gia đình, chuyện làm ăn, chuyện buồn, chuyện vui dồn dập, làm cho thân tâm dao động, trăm mối ngổn ngang, thân thể mệt mỏi. Nghe nói tu khoảng 100-1000 năm mới có thể thật hiểu Phật Pháp. Có lẽ chúng ta lắc đầu ngán ngẩm bởi vì vọng tưởng mê lầm, dùng thức để suy lường thời gian lâu mau, suy tính thiên sai vạn biệt về cảnh giới do vọng thức nảy sinh. Thuyết kinh Pháp Hoa là chỉ bày tri kiến Phật. Chính tri kiến ấy đã dung nhiếp sự suy lường về thời gian và không gian. Thể nhập tri kiến Phật thì đâu còn lệ thuộc thời gian, không gian, bởi vì còn suy lường là còn mê lầm, tham nhiễm. Nói đến Phật tri kiến là nói đến cái trí tuệ tuyệt vời, vô thủy, vô chung, vượt ngoài vọng thức. Hiểu được như thế, ta mới thấu hiểu phẩm tựa này. Khi Đức Phật nhật nguyệt đăng minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng ma phạm, sa môn, bà la môn và trời, người, Atula mà tuyên lên rằng: hôm nay vào nửa đêm, Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Trước khi nhập vô dư niết bàn, Ngài đã trao ký cho Đức Tạng Bồ Tát mà kinh đã viện dẫn. Đức Tạng Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Như vậy có nghĩa là chư Phật thị hiện chỉ vì muốn cho chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật. Khi đã trải qua một thời gian lâu xa, các ngài dùng nhiều phương tiện dẫn bày, và đến lúc cần tuyên bày giáo nghĩa Đại Thừa, cùng trao ký cho kẻ kế thừa, thì việc làm như thế đã xong. Lúc đó, chư Phật thị hiện nhập Niết Bàn với ý nghĩa phó chúc cho chúng hội về sau. 8 người con được Bồ Tát Diệu Quang giáo hóa, vị rốt sao thành Phật hiệu là Nhiên Đăng. Cha là Nhật Nguyệt Đăng Minh, con là Nhiên Đăng. Thật tuyệt diệu làm sao, một khi ánh sáng trí tuệ bừng lên, quả vị diệu giác chân thường đâu có ở xa. Đến đây, trong kinh lại đề cập đến vị thành Phật rốt sao hiệu là Nhiên Đăng. Trong hàng 800 người đệ tử, có một người tên là Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, tuy cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Di Lặc nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đây. Cầu Danh Bồ Tát là Ngài đó. Do vậy chúng ta mới hiểu thêm rằng Bồ Tát Di Lặc đã thị hiện tượng trưng cho thức, mà thức thì ưa dông rủi theo sáu trần, đuổi theo danh tướng, nên làm sao nắm vững được lý đạo. Học rồi, quên rồi, bôn tẩu trần lao nhơ nhiễm, tâm trí cưu mang nhiều nỗi. Tuy vậy, nếu có người thức tỉnh, thì thức kia chuyển thành trí. Vì thế, Cầu Danh phải nhờ Diệu Quang hướng dẫn. Trước nói là Cầu Danh, nay nói là Di Lặc. Trước nói là Diệu Quang, nay nói là Văn Thù. Nên những danh hiệu ở phẩm tựa này phần nhiều là tượng trưng. Chúng ta không nên mắc kẹt vào danh từ và tên hiệu thì mới thấu rõ ý kinh. Phần trùng tụng dẫn lại ý trên một cách chi tiết hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu thêm về ý nghĩa ở phần trùng tụng có ghi: đêm đó Phật diệt độ, như củi hết lửa tắt. Tại sao Đức Phật nhật nguyệt đăng minh nhập Niết Bàn lại như củi hết lửa tắt? Củi hết lửa tắt rồi về đâu?
Đáng lẽ ra, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì phải có những hiện tượng khác lạ, như chư Phật phóng quang, dùng tràng phan bảo cái, rước về cõi Phật. Chứ sao ở đây lại nói, củi hết, lửa tắt. Củi là tượng trưng cho nghiệp, cho phiền não. Nghiệp hết hay là củi hết, đến đó không còn sinh tử, nên gọi là củi hết, lửa tắt. Còn củi là còn nghiệp, còn phiền não. Hết củi là hết nghiệp, hết phiền não. Sinh tử không còn, nên gọi là lửa tắt. Với ý nghĩa cho chúng ta thấy là muốn đạt đến Niết Bàn, thoát ly sinh tử, thì phải dùng lửa trí huệ đốt hết củi phiền não. Và cho đến cuối phẩm kinh với bài Xưng Tán: ánh sáng chiếu phương đông, lý diệu trọn bày, không thể dùng suy lường mà suy lường được, thầm nhận nơi lòng, phương tiện truyền trao. Chỉ một luồng hào quang mà bao thứ hương trời tỏa ngát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.